Nhà tôi có 30 con lợn nặng khoảng 14 kg mỗi con. 10 ngày nay thì có 4 con bị chết không rõ nguyên nhân. Ngoài ra thì không có hiện tượng nào khác. Cách đây khoảng 20 ngày thì có tiêm 3 vaccine gồm tụ huyết trùng, phó thương hàn dịch tả cùng trong một mũi với liều lượng theo hướng dẫn. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Vâng thưa bác, với câu hỏi này của bác thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Văn Dung đã tư vấn cho bác như sau. Vâng, xin chào khán giả. Khán giả mô tả cái biểu hiện như vậy ấy, thì thực ra mà nói rất khó cho cái việc mà chẩn đoán xem nó là bệnh gì. Thế nhưng mà một trong những cái bệnh mà chúng tôi có thể trong thực tế nhìn thấy là có những cái bệnh mà nó không rõ nguyên nhân, tức là chết rất nhanh, khi xuất hiện chết rất nhanh. Thì đối với cái bệnh đó là bệnh tụ trùng ở thể qua cấp tính. Nó biểu hiện rất nhanh và khi chết thậm chí cái triệu chứng lâm sàng nó cũng chưa rõ. Thế thì vì khán giả mô tả rất đơn giản thế thôi thì tôi cho là như vậy, và tôi vừa tư vấn cho khán giả lên dùng cái thuốc endoprostaxin hoặc là amoxicillin để tiến hành tiêm bắp một lần trên ngày và tiêm bắp từ 3 đến 5 ngày liền, liều lượng theo dẫn nhà xuất. Thứ hai là dùng thuốc caffeine kết hợp với vitamin B1, vitamin C để tiêm bắp một lần trên ngày, tiêm bắp 3 đến 5 ngày để hỗ trợ cho quá trình hoạt động của tuần hoàn hô hấp, giúp cho quá trình điều trị nó thuận lợi hơn. Và một vấn đề nữa là nó bị sốt thì cần phải dùng thuốc Alazin tiêm bắp một lần trên ngày, tiêm bắp 3 ngày liền để hạ sốt, và dùng thuốc bổ Catosan 10% tiêm bắp một lần trên ngày, tiêm bắp 3 ngày liền thì nó hỗ trợ cho quá trình điều trị, nó đem lại cái hiệu quả tích cực hơn. Còn tất nhiên là sau khi mà khỏi bệnh rồi, nếu như quả thật là vẫn chưa dùng cái vaccine để phòng bệnh tụ trùng thì theo tôi cần phải dùng vaccine phòng bệnh tụ trùng để tiêm phòng cho đàn lợn, thì như vậy nó sẽ tạo ra cái miễn dịch chủ động và nó an toàn hơn khi mà virus tụ trùng xâm nhập vào đàn. Nhưng giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm, mình chịu gì. Đúng như đánh bạc, là vì sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luộm của không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15, 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây gì đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn, giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145, luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam. Đam mê muốn chăn nuôi để góp phần đưa ra thị trường một cái nguồn thực phẩm nó đảm bảo cho sức khỏe con người. Chăn nuôi để giúp người dân, những người có thu nhập thấp có thể tiếp cận được những thực phẩm sạch. Chắc chắn tất cả các sản phẩm được sản xuất ra từ khởi nghiệp sẽ là sản phẩm sạch. Từ khi bắt đầu kế hoạch sản xuất, nhìn cái cơ sở chăn nuôi nó quá sộc sạch. Đi vào đến cái khu trang trại này là rất khó khăn. Muốn nuôi cá thì không có vịt ở đây. Khi nhập giống, bám bên này ra để có bám bên đấy là lật xe đấy. Thẻ vất quá thẻ, này mà không tâm huyết bỏ chương trình mất. Cái này là cái sai lầm cơ bản của nông dân, cứ nghĩ vườn tốt, cây tốt, chọn cái đó làm giống là sai lầm. Trong suốt quá trình sản xuất, vườn này năm ngoái là thiệu cà lê này,
cắt là phải chọn vào những cái ngày nắng ráo như thế này, chứ còn những ngày mưa tuyệt đối không được cắt tỉa. Đến khi thu hoạch sản phẩm, chương trình không đem tiền mặt cho anh, vâng, nhưng để cho anh làm được ra tiền. 2.000 con gà này thì anh chị lấy được 46 triệu. Xin chúc anh chị. Chào chúc mừng nha. Khởi nghiệp, chương trình truyền hình thực tế, thiết thực và hấp dẫn với nhiều tình huống bất ngờ. 2,5 cân trở lên còn 4 cân tôi bán ra khác chứ làm gì có chuyện. Trong chỗ này con nào ấy chân anh bỏ ra tôi trừ tiền nhau, còn lớn như không què chân không lở rốn không mắt. Để tham gia chương trình khởi nghiệp, bà con gửi hồ sơ về địa chỉ Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp kênh VTC16, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ gồm đơn xin tham gia chương trình, trong đó nêu rõ kế hoạch sản xuất, gồm diện tích, số vốn, mô hình dự định triển khai, sơ yếu lý lịch có dấu của địa phương, 2 ảnh 4x6, một bảng photo chứng minh nhân dân. Khởi nghiệp 21:10 các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên 3N VTC16. VTC16 khởi nghiệp cùng nông dân.